Nhà vườn Thành Nam gửi lời chào các bác yêu cây. Chúc các bác đang xem video của nhà vườn Thành Nam thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày mùng 11 tháng 11 năm 2022. Thì em có ghé thăm của nhà anh Toản tại Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định. Anh Toản này thì cũng là một nghệ nhân chuyên tạo tác cho các cái khu vườn lớn tại khu vực Hải Hòa. Và nay em có muốn chia sẻ lên một số những cây để các bác có thể tham quan và có thể giao lưu cùng với nhà vườn. Thì trước mắt các bác thì đây là một tác phẩm xanh dáng lão. Thì cây này nó có kiểu chiều cao tầm khoảng 2m8, rộng khoảng trên 3m. Kích thước của cái chậu này nó phải tầm 2m6 nhân 1m rưỡi. Đó, em sẽ quay chi tiết về tác phẩm này cho các bác. Thì cái vanh này nó phải tầm trên 200 đến 300 các bác nhé. Đó, từ đây sang bên này phải tầm trên 200. Đó. Cây này thì cũng rất là to. Đặc biệt là các cái phần tay cút, tay đòn làm rất là nghệ thuật này. Cái phần cắt giật này phải tầm 1 2 phải cắt giật tầm 2 đến 3 lần. Các cái phần tay bẻ này. Đó. Mà sẽ quay cả cái phần cổ này. Cổ bên này nó cũng bẻ rất là khéo. Đặc biệt là cái phần tay rơi của cái cây này. Đó. Cái phần tay rơi này cho xuống rất là khéo, và cái phần đường đi của các cái tay bông cũng rất là kỹ. Đó. Đây em sẽ quay lại cái phần tay bông, tay rơi cho các bác xem. Đó, đó là cái phần tay rơi của cây. Đó, và phần đằng sau đây. Đó, đằng sau là cái tàn này cũng rất là khéo này. Đó. Cái cỏ này cũng rất là to. Em sẽ quay cả mặt đằng trước, cả mặt đằng sau cho các bác xem. Cái cây này nếu mà các bác chuyển sang một cái chậu đẹp hơn thì nó sẽ tôn cái vẻ đẹp của cây lên rất là nhiều. Này anh cũng chắc để đây để tạm để giao lưu thôi, chứ chắc anh cũng chưa xác định chơi. Cho nên là anh để tạm lên một cái chậu, chậu này cũng cũ. Để em quay mặt đằng sau cho các bác xem nhé. Đó. Hai mặt thì cũng đều đẹp. Đều đẹp như nhau. Đó, các cái phần tay cổ này, đó, anh bẻ rất là kỹ. Đây là tay tự anh nha. Tay anh làm lên cây này. Đó. Em sẽ quay một số những cái tác phẩm khác để các bác có thể tham khảo và giao lưu. Đây là cây lộc vừng. Lộc vừng anh đang để ở chính giữa quả nhà. Đó. Cây lộc vừng này cái vanh của nó phải tầm cũng phải gần 300 trên 200. Chiều cao chắc phải tầm 2m5 đến 2m8. Tán rộng cũng phải tầm 2m5 đến 2m8 đấy. Trên cái chậu này thì em ước chừng nó tầm khoảng 1m7, 1m7 đến 1m8. Chậu lục lăng. Mà quay chi tiết về cây lục vừng này cho các bác. Cây lục vừng này anh chia sẻ là cây lục vừng bút tía. Cho nên có những cái lá nó tía tía rất là lâu, nó phải tầm được 2 đến 3 tháng. Đó. Cái lục vừng này thì cũng rất là to và rất là già rồi. Mà sẽ quay tổng quan cả các mặt để cho các bác cũng có thể xem qua. Phần bệ. Cây lộc vừng. Cây lộc vừng này đằng sau này nó có khả năng là từ một cây to mà nó mại đi, nó còn là cái phần này. Đó. Này chắc đặt tên là nửa đời còn lại. Cái này cũng rất là to. Rất là già, già, rẻ, rất là già. Tiếp theo là một cây dáng làng ba vai. Một cây ba vai thì cũng rất là hot trong thời gian gần đây. Cái này thì cũng tương đối hoàn thiện tầm khoảng 80-90%. Các cái phần bệ của nó nhìn cũng rất là cổ, rất là quái. Dáng làng ba vai cũng rất là hot. Cái vanh này nó cũng phải tầm 300. Đó. Các cái tay đòn này nhìn nó rất là rụt rịt. Cái phần bẻ này rất là rụt rịt. Đây nữa này, nhìn nó rất là rụt rịt. Em quay bên dưới tản cho các bác xem luôn. Đó. Cái tản này đi cũng tương đối là kỹ. Này anh định làm theo lối lùn lực, rụt rịt. Các cái tay đòn nhìn rất là mập cây. Tay bông cũng hoàn thiện rồi. Ở đây phần mặt đằng trước
em sẽ quay cả mặt đằng sau cho bác xem luôn. Hai mặt này thì cũng đều rất là đẹp. Cái phần dưới này anh đang đục ra để nó tạo ra cái độ khoái cho cây. Đó. Mặt trước mặt sau đều đẹp như nhau. Tay thì rút rụt lịt này. Đó, bác để tay nào cũng rất là mập, tay đòn rất là to, rất là mập. Đó, mà sẽ quay luôn một cây phôi, cây phôi giáng lão này. Cây phôi giáng lão này đang trong quá trình tạo tác. Đó, các cái tay đòn cút này đang vẽ. Cũng hoàn thiện được tầm khoảng 60% đấy. Các cái tay cút của nó lên, tay bông nữa là đẹp. Đó, con này bệ của nó phải tầm 300 trên 300. Cây nữa cũng rất là cổ quái cây. Này khả năng tương lai cũng là một cây giá trị. Đó, cái phần bên kia sát tường này em không thể quay gần được. Em sẽ cố gắng quay mặt bên này cho bác xem. Đó, đây là một cây hoa giấy và đôi huyền. Còn ngoài bên này thì anh đang có một số những cây phôi đang trong quá trình tạo tác. Khi nó hoàn thiện được em sẽ cố gắng em cập nhật quay để cho các bác cùng tham khảo qua. Và bác nào yêu quý và muốn sở hữu tác phẩm nào của khu vườn nhà anh thì các bác có thể gọi trực tiếp lên số điện thoại của nhà vườn, em đang để trên góc màn hình có Zalo, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại thì em sẽ trực tiếp liên hệ và sẽ gửi ảnh chi tiết và kèm báo giá vận chuyển tận nơi cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của nhà vườn Thành Nam. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.